Còn bán kia thì bỏ đi. Rồi, sinh lực nỗ lực ở chuyển hóa dòng cuối nè, quên lộn phục hồi sinh lực dòng cuối nè. Vẫn là hiện ba, hình tinh 3 thôi. Ở cái dòng này cũng chế là hiện tinh 3 là chúng ta có thể chơi được rồi nè mày. Không cần suy nghĩ nhiều. Thắng lôi cũng vậy, hiện tinh 3 là chơi được rồi. Rồi, cũng ép bây giờ chúng ta sẽ lấy cái phôi nè. Đầu tiên sẽ lấy phôi sinh lực nỗ lực dùng đầu. Sinh lực nỗ lực dùng đầu hoặc là chuyển hóa sức thương quên hoặc là phục hồi sinh lực dùng đầu cũng được. Dùng nào cũng được, không sao cả. Tây 1 phục hồi sinh lực này, ok. Nội lực này sinh lực này, sinh lực đến kháng lôi nha nè. Rồi sinh lực đến kháng lôi, sinh lực kháng lôi, phục hồi sinh lực. Rồi kháng lôi nội lực dòng cuối. Ok, mở cái đủ 5 cái là nó bây giờ đừng cho ai rút nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè. Hoặc là ít phút riêng nữa rút rồi. Rút 10 luôn rồi. Rồi không phải suy nghĩ, hình tinh 3 nha nè. Rút 3 trong này trước là khỏi chặt chỗ à. Dương đại một thủy tinh cũng được. Này một thủy tinh nó cũng lên rồi nè mà. Còn chắc 7-8. Rồi tiếp tục là dòng dòng thứ hai là dòng phục hồi sinh lực. Phục hồi sinh lực nè, tinh 3. Dòng này thì cũng là rút 10, hai thủy tinh nha. Càng về sau nó càng khó nè. Rồi nè. Rồi, phải chút 7 này. Tiếp tục là dòng chuyển hóa sức thương thành nội lực. À, dòng kháng lôi, à từ từ. Chuyển hóa sức thương thành nội lực đúng không? Ồ, kháng lôi có một đại. Dòng cuối cùng dòng nội lực đây. Nội lực 10, hiện tinh 3, 2 thiệt tinh này. Cũng có thể nha Nguyễn Như Quỳnh ơi. Nói chung trước mắt hơi ngại mà vẫn là đó thì không sao đâu. Cứ chơi đây rồi đến giai đoạn nào đó thì chắc chắn sẽ lên kéo xe thôi. Tại vì chơi mà không kéo xe nó rất là thua thiệt nhiều cái. Nên là trước mắt Nguyễn Như Quỳnh cứ vào một ạc chơi hoạt động đi. Rồi cần nhiệm vụ nào thì ban hỗ trợ thêm. Nếu mà mình bị thua thiệt ở cái chỗ là người ta kéo xe 4 nhưng mà mình đi có một ạc thì mình sẽ đánh không lại người ta thôi. Chắc chắn đến một công đoạn thời gian nào đó thì Quỳnh sẽ cảm nhận là chắc chắn Quỳnh sẽ lên xe. Đó, cái đó khẳng định trước luôn. Đó. Chúng mấy cứ vào một vào một ạc chơi vẫn được nha người anh em. Nhưng mà đến một thời gian nào đó thì chắc chắn người anh em sẽ muốn lên kéo xe thôi. Chắc chơi sẽ vừa kéo xe mà mình đi cứ một ạc thì thực sự là đã thua thiệt là 75% rồi. Bên này Tống Kim 4 ạc nha Vũ Tuấn ơi. Cứ chúng mấy cứ vào ban giao lưu chơi thôi người anh em. Rồi đến hướng kéo xe kéo như thế nào Khải sẽ hướng dẫn, Khải chỉ cho. Kéo xe nó cũng đơn giản thôi mà. Cứ một con thiếu lâm, con đèm độc bùa hoặc là con lông bùa là tăng lượng quốc thôi. Đơn giản là cái gì phải suy nghĩ. Rất đơn giản luôn. Rồi, ok. Chúng ta sẽ lấy cái dòng kháng lôi này mà. Dòng kháng lôi thì Khải sẽ lấy dòng tình 4, đồng tình 4 như này. Đồng tình 4, đồng tình 4. Ok, người nam lương. Không sao cả, được mà, vẫn ok hết. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy dòng kháng lôi. Kháng lôi ấn 1 và dòng ấn 2 đã ấn hiện. 1 mộc nè. Đã ấn hiện 1 nè, mộc nè. Rồi. Hello Thiện Chí Hồ nhà mời. Ok người nam lương. Lấy hình tình 4 nha mày. Ở dòng kháng lôi nè, lấy hình tình 4, đọc hình tình 4 nha. Lấy 10 phút nhân đại.
4 thiệt tinh. Tí nữa đọc 6 thiệt tinh. Dòng khăn lôi này nó khá là quan trọng nè mà. Nó xịt như chơi đó nè, đâu có khi xịt 27, 28 luôn nè. Nhỏ gốm lắm. Rồi phần chắc chín là ok, easy game rồi. Phần 9 là tự tin lên nè. Tí nữa bỏ tầm 4 viên thiệt tinh, 5 viên thiệt tinh là lên, tự tin lên rồi. Rồi ok. Cái dòng tiếp theo là dòng chuyển hóa. Chuyển hóa thì còn 1 thiệt tinh là easy game rồi. Phần chắc 6 rồi đó. Phần chắc 6 là map rồi. Lấy dòng chuyển hóa sát thương vậy nè. Này rút thiệt tinh 3 là ok rồi. Một gì 10 cái này phần chốt xấu là auto lên nè. Một viên thiệt tinh cũng lên, không cần phút viên nó cũng lên. Rồi 7 luôn. Dư sức lực ok. Sau khi đã đầy đủ hết tất cả mọi thứ thì chúng ta sẽ tách thiệt tinh cho anh em xem. Dòng này sẽ ép thiệt tinh 3, dòng này ép thiệt tinh 4. Rồi ok, còn lại tất cả thiệt tinh 3 hết nha nè. Đó là bao tay mắt ốc kháng lôi nha nè. Bao tay mắt ốc kháng lôi. Rồi 5 dòng thì tương đương cứ một dòng 10 bình phút viên là được rồi. Ok, bây giờ Khải lấy liền thì tin. Nói chung là Khải chơi cũng như sẽ vội đồ tím ép đồ rồi. Thì Khải muốn ép như thế nào mà đỡ sau này bị chính thức một ốp bình á, thì mình có thể sở hữu được những trang bị mắt ốp. Đó. Anh em tự ép, anh em càng tốt. Anh em không biết ép thì anh em mua cũng được. Mua thì những người bán họ cũng không lời bao nhiêu đâu nè. Họ chỉ lời cái công ép này nọ cũng không lời bao nhiêu đâu. Giờ say quá mà nhớ anh giờ không biết like ở đâu luôn anh. Không biết là ở đâu luôn, không phải đàn. Ok em ơi. Nhỏ thằng em. Bên năm như luôn. Anh em vào. Chúng ta sẽ ép nha nam. Cho tạo này bắt đầu. Ok. Sau khi đã có tất cả các foil, bây giờ chúng ta sẽ vào. Đây tím rồi em ơi, chưa dòng nào nha. Ép đầu tiên chúng ta sẽ ép vòng sinh lực. Để sinh lực này thì chúng ta sẽ hiện tinh 3. 2 viên thì tinh là được rồi em ơi. 2 viên tinh 10 phút viên. Auto 1.8.9 này. Đó. này. Hello người em mới vô, hello anh em, có chúc anh em buổi tối xem live dễ nha anh em. Giờ chúng ta sẽ đến dòng khăn lôi. Khăn lôi thì Khải ép tình 4 nè mày. Và mùi hữu duyên và cái này phần chất chính rồi. Mình chắc ăn thì mình bỏ nó 4 cục chứ thực sự bỏ 5 cục cho nó chắc này mà. Đó. Cái 4 cục đã lên rồi, khẳng định là lên 30 rồi. Thử luôn cho anh em xem là 4 cục với phần chất chính thì lên luôn rồi, easy game luôn. Không còn suy nghĩ luôn. 30, ok. Đến dòng tiếp theo này, phục hồi sinh lực này. Với phần trăm phục hồi sinh lực thì thiệt tinh 3, phần chốc 7, 10 phút diêm 2 thiệt tinh là lên này. Rồi, ok, phục hồi sinh lực 6. Này, tiếp tục là dòng chuyển hóa. Chuyển hóa thì thiệt sự anh em á, một viên thiệt tinh là lên này. Thiệt tinh này, chuyển hóa phần 7 này. Một thiệt tinh là easy game luôn, không cần suy nghĩ. Ấy chứ mình định bỏ thêm phút viên nữa. Mà không, một viên nó cũng lên à. 15 à 10 chứ. Rồi tiếp tục là dòng nội lực dòng cuối. Đây. Đó, đơn giản như thôi. Nói chung mà anh em nào chơi xem rồi ép đồ là anh em cũng biết, như Tăng Thái Tử này cũng ép đồ cũng hay lắm. Đâu cái này anh em biết ép là đỡ tốn tiền, anh em không biết ép rồi vô tốn tiền bà cố luôn. Rồi mát cho anh em. Ok, nó lận 190, ok. Thế là còn thiếu làm đã gần mắt đồ rồi. Rồi, tiếp tục. Rồi, thiếu làm được 2 món rồi nè. Đó, thêm bao tay đến lần này ép cái áo vậy nè. Đó, mắt nha, mắt nha. Nghe chưa? Đến cái áo rồi nè. Mắt. Easy game. Rồi, ok, đẹp trai luôn. Sau này cũng vậy chứ, xích dằn đồ, dằn xe của mình phải lên đồ tím hết em ơi. Không mà lên đồ tím thì mặc bằng đồ xanh thì đánh là ai. Tầm này
cái nón à, hiện tại cái nón thì đang mang nón Định Quốc này mà. Nón thì nó còn làm gì, tại vì khai mang nón Định Quốc à. Chứ thực sự đỡ nói cái nón thì lấy dùm khăn hỏi thì nó không hơi phí. Tầm này được rồi, lấy thêm vòng thủ của nó nè. Đó, kỹ năng nè. Không, đao kỹ năng nè, chất lượng chưa. Rồi bây giờ đến ép áo như này mày, Khải sẽ ép cái áo thổ. Ép cái áo thổ thì Khải sẽ ép thời gian phục hồi, thời gian chúng độc, kháng băng và sinh lực và phản đòn cận chiến như này, phản đòn cận chiến vòng cuối như này.